Cái gì? Ở lại luôn là sao? Là sẽ chiếm một căn phòng trong nhà. Con phải hầu hạ mỗi ngày cơm bưng nước rót chứ sao nữa. Sao mà được. Nhưng mà cái ý này là của thằng Kiệt hay là của ba nó? Của ba ảnh. Nhưng mà bây giờ anh theo phe của ba ảnh luôn rồi. Ảnh còn cãi nhau với con nữa đó. Cái thằng này. Ủa mà sao ông đó không ở yên dưới quê ta? Ở dưới cũng có nhà cửa, lên đây phiền con cái làm gì? Vậy con mới bực đó. Con đi lang thang ngoài đường nãy giờ, không muốn về căn nhà đó chút xíu nào hết. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao đây? Mẹ cũng không biết nữa. À, để chút xíu hỏi ý ba coi sao. Ôi, tuyệt đối không nha mẹ. Mẹ biết tính ba rồi đó. Chắc chắn ba sẽ về phe mấy người đó. Cũng đúng ha. Thôi, tối nay con cứ ngủ ở đây đi, rồi từ từ tính. Dạ. Sao bữa nay con hằn lần cũ ở đây vậy? Nó đến đón hai đứa nhỏ. Nhưng mà hai đứa nhỏ ngủ rồi, cho nên là nó ngủ ở đây luôn. Gì vậy? Tối nay đi với mấy người bạn, có nhiều chuyện làm cho tôi phải suy nghĩ. Thôi, nghĩ ngợi cái gì nữa, khuya rồi. Ông ngủ đi. Bà biết không, trong số những người bạn trong lớp đó, tôi là một trong những người được xếp là thành công đó. Trời ơi, ông chỉ là giáo viên thôi, chứ có phải là doanh nhân thành đạt hay là giàu có gì đâu mà thành công. Vấn đề không phải là tiền, người ta còn xét nhiều mặt khác nữa. Ví dụ như là đóng góp xã hội, rồi con cái này nọ. Được khen là thành công cho nên ngủ không được đúng không? Cái bà này, tôi đang đếm xem nhà này có mấy con chuột túi. Chuột túi là sao? Hôm nay mọi người bàn tán rất nhiều về chuyện này. Đây là thuật ngữ mới xuất hiện ở châu Á, dùng để chỉ những đứa con ăn bám cha mẹ mình. Hiểu rồi. Như vậy có nghĩa là nhà mình cũng có một con chuột túi nặng trên 70 kg. Nếu mà đánh dần theo tiếng Latin là u a ngờ oan quờ oan quang. Bà này, mọi người bàn tán rồi rút ra kết luận con cái bây giờ có hai kiểu. Một là ngoan ngoãn, luôn luôn đem lại những niềm vui cho cha mẹ. Còn hai là hư hỏng, luôn luôn đem những cái phiền phức về cho cha mẹ, đúng không? Không, để tôi nói hết đã. Một kiểu thì ăn bám cha mẹ suốt đời không chịu lớn. Còn một kiểu bỏ nhà ra đi một thời gian rồi quay về làm tình làm tội cha mẹ mình. Vậy là con chuột túi nhà mình thuộc trường hợp thứ nhất. Bà này. Ủa, tôi nói sự thật thôi mà. Rồi sao nữa? Rồi mọi người so sánh và quyết định rằng con cái số 2 là đáng sợ nhất, bởi vì không biết thời gian ở ngoài nó gây ra cục nợ gì rồi đem về cho cha mẹ nó gánh. Bà sao vậy? Kể ra thì với kiểu con cái thứ hai á, thì gia đình mình cũng có. Nó đã đem một cái sự nhục nhã quá lớn về quăng vô mặt cha mẹ. Chuyện đã lâu lắm rồi, bà đừng có lúc nào cũng đem ra nói như vậy. Ủa, người khơi chuyện là ông mà. Tôi nói cho ông biết nha, thằng chồng của nó mà cứ long nhong như vậy hoài á, đến một ngày nào đó tụi nó gồng không nổi á, là nó đưa luôn hai đứa con về đây cho tôi với ông nuôi đó. Nè, tôi nói cho bà biết nha, cái đứa mà đem con về cho bà nuôi bây giờ á là con Hân đó nha. Nói chuyện với ông lúc nào cũng mất hứng đó. Thôi tôi đi ngủ đây. Thật ra đứa đang lo nhất bây giờ là thằng Khoa đó. Cầu trời cho tôi với bà khỏe hoài, sống lâu, để mà còn lo cho nó. Thôi, ông đừng có lo lắng suy nghĩ gì nữa. Con Hân nó hứa là nó sẽ lo cho thằng Khoa mà. Nhưng mình là cha mẹ, phải có trách nhiệm lo cho nó chứ. Tụi nó là chị em ruột mà. Hơn nữa con Hân nó giàu có, nó lo cho em nó là phải rồi. Vậy sao chú Quang là em tôi, mỗi lần tôi lo cho chú là bà lại cự? Quang là Quang, mà Khoa là Khoa. Hai cái việc hoàn toàn khác nhau, không có tụm vô mà nói chung vậy được. Ông á, toàn kiếm cớ để mà bắt bẻ ta không à. Thôi đi ngủ đi. Ba ơi! Ừ? Ba! Con có tin vui cho ba nè. Hả? Chuyện gì đó con? Ba! Ừ? Anh hai ảnh nói với con á là muốn ba lên trên thành phố ở với ảnh. Thiệt vậy hả con? Dạ thiệt. Nên ảnh nhờ con á về đây sắp xếp đưa ba lên trển. Thì ra con nhỏ nó gạt mình mà. Kiệt, con về rồi hả? Còn vợ con? Dạ, vợ con qua nhà mẹ cô ấy rồi. Bà đừng có lo. Ừ. Bà, ừ? Con có mua vài thứ nè. Hai bà con mình lai ra nghe. Ừ, cũng lâu rồi cha con mình không có dịp ngồi với nhau như vậy. Dạ. Dạ, con mời ba. Ba, ừ? Chuyện tối nay con thay mặt vợ con xin lỗi ba nghe. Ba mới là người phải xin lỗi. Tại cũng vì ba mà vợ chồng con cãi chã với nhau. Ba đừng có nói như vậy. Tại con không nói chuyện được với vợ con thôi. Ba, những chuyện như tối nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu ba. Ba sẽ ở đây với con. Cô ấy sẽ chăm sóc ba thật là tốt. Con hứa với ba đó. Nhưng mà Kiệt à, mình đừng nói chuyện này nữa nha ba. Tối đêm nay á, con muốn sai với ba. Ba, con mời ba. Bơi. Bơi ba. Hai ba con mình đi ăn sáng bơi. Kiệt à, khi con đọc lá thư này thì ba đã về quê rồi. Đừng lo cho ba. Chẳng qua là ba thấy ở quê vẫn thoải mái hơn con à. Ba lên nhà chỉ là vì nhớ con quá, muốn thăm con thôi. Nhìn thấy con khỏe ba cũng an tâm rồi. Con cũng đừng gây với vợ vì ba nữa nha. Ráng chăm sóc vợ con của con thật tốt. Ba tự lo cho mình được. Còn ngày giỗ của má con, ba sẽ lo hết. Con cứ yên tâm, đừng bắt con dâu làm. Con ráng giữ gìn sức khỏe. Dù cuộc sống khó khăn như thế nào, cũng đừng bao giờ bỏ cuộc nha con. Cố gắng lên, con trai của ba.